Hôm nay là 22 tháng 10 âm lịch. Tôi nhớ cha khi mất. Trời âm u, mưa có lúc đã lớn. Ngày mai đã là 23 tháng 10. Ông tha bà không tha. Tôi tìm khuây khỏa trong công việc, chỉ não lòng không tụng được cho cha một thời kinh. Chiều hôm ấy Thế lên tìm tôi gấp gáp báo tin mẹ đau nặng. Thế đã cải trang dõng mẹ xuống bệnh viện tỉnh. Anh phải về nuôi mẹ, quân kỷ không cho phép Thế liều lĩnh hơn được. Tôi về còn nguy hiểm hơn nữa. Thế trầm ngâm, ừ, nhưng cứ về đã, biết đâu chỉ thấy một trong các anh thì mẹ lành liền. Tôi nói bây giờ gần tối rồi, mai sáng mới sắp đặt được. Thế tạm biệt tôi không nói gì. Khoảng 8 giờ tối Thế đến phấn khởi. Xong xuôi rồi, tôi nghĩ với anh luôn sáng đi càng sớm càng tốt. Tôi nói còn kiếm đò, Thế bảo có rồi. Tôi nhìn Thế, Thế nhìn tôi, trong một thoáng chúng tôi cảm thấy cùng một mẹ. Tỉnh trí rồi tôi hỏi, Thế có biết ngày mai là kỵ cha tôi không? Thế nói, bây giờ thì biết. Thế thì anh càng về gấp. 8 giờ sáng đò cập bến núi U Bò, sông Long Đại. Hai anh em trèo núi cao và rắc rối. Đây là lần thứ hai tôi trèo. 3 giờ chiều về đến chỗ Thế đóng quân. Thế vừa sắp đặt vừa giải thích mình phải ra khỏi dốc cây dẻ trước khi trời tối hẳn. Chỗ này hai vọng gác của nó nhắm kỹ, hễ nghi hay thấy lay động là bắn liền, bắn kiểu làm cỏ. Sớm một chút thì nó thấy, chậm một chút thì mình hết đi được. Bây giờ Thế đưa anh ra dốc cây dẻ rồi phải lui. Anh bình tĩnh đi một mình được không? Được, không đắn đo nữa. Đường khá thẳng, trên vài cây số cây nhỏ lấp xấp không đến vai người, làm cho con người dễ nổi bật hơn. Tôi tự tính đến kỳ lạ. Quên nói, bây giờ tôi mặc áo tràng đà cẩn thận, nghĩ có chết cũng là tăng sĩ đàng hoàng. Tôi đi bình thản, khoảng hơn 1/2 giờ thì vào vùng đất Mỹ Can, mừng nhưng không mừng nhiều lắm. Băng vùng này, tôi vào Cẩm Lệ hay Phú Vinh, ra đường ray xe lửa, chỗ hay bị phục kích. Qua khỏi đây, tôi băng qua cánh đồng lớn vào xóm ải, lại băng cánh đồng ải dài, bước vào giếng nỉ. Chỗ này khá nguy hiểm, chúng hay phục kích, lại là bãi tha ma hoàn toàn. Cỡ 900 mét là vào nhà, nhưng rợn người, gần như đoạn đường ra khỏi cây dẻ. Khi vào cả nhà rú lên, mẹ sững sờ, tôi chỉ biết nhìn. Khi tỉnh trí tôi hỏi bệnh mẹ thế nào. Hết rồi, mẹ nói, và mắt cười dưới đèn sáng. Thế là đoán đúng thật. Tôi xin ăn đã, mẹ nói, chừ mà có Thế với Đốm thì vui biết mấy. Hỏi Đốm, mẹ nói, nó thoát kiếp rồi, gối đầu trên vế mẹ mà đi, không rên rỉ chi cả. Hơn một tuần sau, người trực tiếp, người gửi thư, nói tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi xin ghi ở đây ơn Thế, ơn Ti và tất cả những ai thương cho tình cảnh mẹ con tôi. Bảy chấm tư. Sau huý nhật cha, thấy mẹ khỏe vui, tôi thưa làm lễ bạc độ cho chánh. Chú tử trận ngày 22 tháng 2 nhuận, năm Đinh Hợi 1291, 1947, tuần thứ hai sau giặc đổ bộ. Năm đó mẹ 53 tuổi, đại hạn, mất con là đúng lý số. Nghe nói làm lễ, mẹ mới buồn, trở nên vui. Tôi đi lo việc, nói chuyện với người anh họ, vốn là người Việt gốc thầy chùa có học nhưng nay có gia đình. Anh khá về nghi lễ chính thức và không chính thức của Phật giáo. Tôi cất học thức làm lễ nghiêm trang xúc động, thậm chí nói buồn cười, tôi xếp và đặt vàng bạc nhiều hơn vào bàn thờ chánh, cảm thấy em đang có ở đó. Liên tiếp 10 ngày tôi trì tụng cho chánh 3 biến Địa Tạng, 3 biến Kim Cang và 1 biến Pháp Hoa. Mỗi ngày anh họ tôi đến cúng ngọ và tiến linh, tôi đội sớ điệp cúng em thầm trì giảng sinh cho chánh. Lễ thức đơn bạc, cái đói năm dậu nay vẫn còn múa lưỡi hái tử thần khắp nơi. Ngày chót
người anh họ bày đồ cầu đồng ra, tôi hơi cười. Có cần không? Anh bảo, xưa mừng răng thì chừ phải mừng rứa. Mẹ rất chịu, thế là đồng lên, người lên đồng là chú Đông. Em con cô của tôi, trong gần một tiếng đồng hồ, Đồng nói giọng em Chánh, hỏi gì cũng nói rất đúng. Những điều mà Đông cũng như Chánh lúc sống không ai biết gì về những điều ấy. Tôi hỏi về tương lai gần và xa, Đồng cố ý tảng lờ không nói. Đồng nói với mẹ vài ba chuyện nữa, đột nhiên khóc nấc lên, ai cũng mũi lòng. Đồng nói với mẹ, con xin đi, và đứng lên lạy Phật lạy mẹ. Không khí thương cảm rất nặng nề. 8.1. Sau khi cúng cha và cúng em, tôi muốn sinh hoạt bình thường, nhưng chỉ bái sám lương hoàng cho mẹ nghe, rồi chuyên trì kim cang cho Chánh mà em thích, và đọc Hoa Nghiêm Đại Sớ. Như ngày đêm bị đủ cách quấy nhiễu, còn mẹ đã hai đêm nay không ngủ. Tôi hỏi, mẹ bảo ngồi đó bàn coi. Mẹ lo nghĩ lấy ai thừa tự ông bà đây, nhưng mẹ không bàn gì cả. Trưa đó ăn xong, mẹ không nghĩ, đi đâu không nói. Khi về thiệt nhiều hơn chơi. Mẹ nói xóm mình có cô M ngó được cô này. Sau đó cảm cái tình tri kỷ của mẹ, đã thương mẹ như em ruột. Nhưng mẹ lại đi đến một nhà gần chùa có hai người con gái. Về mẹ vẫn chưa nói gì. Thưa, mẹ mới nói chậm rãi, giữa một thầy tu mà mẹ đã mơ ước với một thầy cúng quê mùa như ai, mẹ phân vân hết sức. Thế là đã rõ. Nhưng thầy đã rõ trước, thầy ra nhà lúc mới xế bóng. Mẹ chào hỏi, thầy nói nhẹ nhàng, chị ơi, xưa người ta có con thừa tướng dễ hơn có con cao tăng. Mẹ thưa liền, tôi không biết bàn tính với ai, định chiều vào thầy thì thầy đã ra và đã có ý kiến, có thể không có gì phải phân vân nữa. Đêm đó tôi trang trọng thưa với mẹ, lấy vợ làm thầy cúng thì quá dễ, nhưng không dễ, hoàn toàn không dễ cho mẹ con mình. Con đi tu là lời nguyện của mẹ, bây giờ nói khác đi sao được. Thầy lại ra sớm, mẹ nói rất bất ngờ, phải chia con tôi vào Huế, ở trong tổ đình Quốc Ân thì tốt quá. Xui khiến sau 3 giờ chiều ấy, anh công an vào nhà tôi. Tôi hỏi, bắt tôi và bắt đi ngay phải không? Anh nhỏ nhẹ, không phải, có mấy hòa thượng và quan cụ nào ở Huế muốn mời thầy vào trong đó. Nếu thầy đồng ý, sáng mai con vào đón thầy xuống xếp con để bàn việc ấy. Tôi đồng ý và thưa cho mẹ hay, mẹ sắp vào chùa thì thầy đã ra. Khi chuyện đi Huế được biết rồi, thầy nói những lúc như vậy mới thấy ngài hộ pháp làm việc như thế nào. Phần tôi, trong lòng không thư ra mấy, đi để mẹ thui thủi một mình. Nhưng chuyện mới xảy ra 15 hôm trước, lũ trấn vọng gác sau lưng nhà tôi, đêm khuya đã nhắm bắn vào chỗ tôi nằm, xuyên qua mái sau. Chúng bắn giỏi, đạn trúng cây đèn đồng lớn, cây đèn đỡ đạn cho tôi. Và đây là một hành động ám sát 100%, chỉ để ám sát một tăng sĩ Phật giáo. Tôi biết nhắc lại chuyện này thật không phải lúc, nhưng phải nhắc để thầy và mẹ tôi phải thấy gì nữa kia. Sự đời không đơn sơ chút nào. Cũng cần ghi thời điểm bấy giờ 2492-1948. 9.1. Khoảng 2494-1950, Liên minh Hữu nghị Phật tử Thế giới thành lập ở Tích Lan. Việt Nam có Hòa thượng Tố Liên tham dự. Khi về, Hòa thượng cố gắng lập chi bộ tại nước nhà. Hòa thượng vào Huế vận động một cuộc họp đủ cả các vị lãnh đạo tại đây được triệu tập khá rộng. Trước khi họp, dành vài mươi phút để Hòa thượng Tố Liên ra mắt và thuyết trình về Liên minh Hữu nghị Phật tử Thế giới. Cuộc thuyết trình không được vui lắm từ mọi phía. Tôi xin phép trình bày ý kiến. Nên bàn việc thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi từ đó mà bàn việc liên hệ Liên minh Hữu nghị Phật tử Thế giới. Liên hệ chứ không trực thuộc. Ví dụ,
liên minh có thế nào thì Tổng hội không tự nguyện chung số phận. Ai, nhất là Hòa Thượng Tố Liên, cũng tán thành và đồng thanh bảo tôi chủ tọa cuộc họp. Họp nửa giờ thì xong với nghị quyết sau đây. Một, nay thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam, tạm hạn cuộc 6 tập đoàn Phật giáo có đại biểu tham dự và ký tên trong cuộc họp này. Hai, cuộc họp này bái thỉnh Đại lão Hòa Thượng Tịnh Khiết, đương kim Pháp chủ Tăng già miền Trung, làm Tổng hội chủ lâm thời, lại công cử Hòa Thượng Trí Thủ, đương kim Hội trưởng Phật học miền Trung, làm trưởng ban tổ chức đại hội chính thức. 3. Trang trọng tái xác nhận tôn chỉ và mục đích của Phật giáo là phụng sự Phật Pháp bằng giáo hạnh cực tinh thuần và phục vụ nhân loại bằng từ bi không vụ lợi. 4. Đại hội chính thức phải tổ chức một năm sau cuộc họp này vào ngày Phật Đản truyền thống 8 tháng 4 tại Từ Đàm, Huế. Chi phí yêu cầu hai tập đoàn miền Trung đài thọ. 5. Đại biểu chính thức 15 vị cho mỗi miền, người tham gia không hạn chế. Gần giờ giới nghiêm, tôi xin đình họp để kịp về và lo nhiều hơn mừng, dù cái tiếng thống nhất Phật giáo đã reo lên. 9.2. Sáng sớm 8 tháng 4 2445, 1951, Đại hội Phật giáo Việt Nam khai mạc tại Từ Đàm, Huế. Pháp thiều Phật giáo Việt Nam lần đầu tiên được hát lên. Sau 3 ngày làm việc, một hiến chương cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam được chấp nhận, một nghị quyết tán thành Liên minh Hữu nghị Phật tử Thế giới được công bố. Hiến chương quy định Tổng hội Phật giáo Việt Nam đặt trách nhiệm lãnh đạo vào Hội đồng Quản trị Trung ương, gồm một Tổng hội chủ là Đại lão Hòa Thượng Tịnh Khiết, một Phó Tổng hội chủ Tăng già là Hòa Thượng Trí Hải, một Phó Tổng hội chủ cư sĩ là cụ Lê Văn Định, một Tổng thư ký là ông Tráng Đinh. Tiếp theo có nhiều thành viên cho đủ loại công việc. Một chương trình làm việc 3 năm được chấp nhận, trong đó lo phái người du học để đạt trình độ cao cấp. Nghị quyết tán thành Liên minh Hữu nghị Phật tử Thế giới gồm có công nhận cờ 5 màu hào quang của Phật. Tổng hội Phật giáo Việt Nam làm chi bộ chỉ là liên lạc đạo tình mà thôi. Công nhận Hòa Thượng Tố Liên là đại diện bên cạnh Liên minh, yêu cầu giúp đỡ người du học mở đầu là Tích Lan. Thế rồi, Hội đồng Quản trị thực sự làm việc. Đầu tiên là trình báo quốc trưởng và chính phủ về hiến chương. Phía quốc trưởng, một văn thư tán thành hoàn toàn theo kiểu cách ngoại giao. Phía chính phủ thì Tổng trưởng Nội vụ gửi một văn thư nói phải đặt Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào khuôn khổ đạo vụ số 10. Bây giờ những ai nói chỉ trình chiếu, không xin phép, mới thấy Hòa Thượng Tố Liên ảo tưởng. Tiếp theo, chính phủ lệnh cho đại biểu miền Trung đòi nạp khuôn dấu, hạ bản hiệu. Ông Tráng Đinh bị bắt, cụ Định từ chức trong cuộc họp khẩn cấp với tư cách một thành viên của Hội đồng Quản trị. Tôi tình nguyện giữ khuôn dấu và tức thì yêu cầu tiếp xúc với vị đại biểu. Tôi thưa, khuôn dấu của Tổng hội Phật giáo Việt Nam thì chính Ngài Tường Dân cũng không có quyền tuân lệnh mà nạp cho chính phủ, nhất là lệnh ấy phi lý quá đáng. Ngài Tổng hội chủ muốn nạp thì phải có đại hội quyết định. Tôi yêu cầu được phép triệu tập đại hội ấy đủ cả 6 tập đoàn. Diễn biến đến chỗ phải xin duyệt y hiến chương, nhưng tôi tận lực phản kháng buộc Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào khuôn khổ vụ số 10, yêu cầu phải có ít nhất là một sắc luật riêng. Tôi không thấy nói gì 4 chữ sau, nhưng hiến chương được nha pháp chính miền Trung mời tôi đến gọt giũa khá kỹ, không cho tăng già
và cư sĩ đứng chung công nhiên bác bỏ ý thức thống nhất. Ông Động Lý văn phòng quốc trưởng nhập cuộc. Điềm đạm, ông nói, thượng tọa cứ nhận đi, miễn người ta cho trồng cam vào chậu đã, rồi sau đó thượng tọa trồng cam sành chậu sứ như ý mình, thì họ cũng không hơi đâu mà làm khó. Tôi nghe ra thiện chí của ông không phải là không có, nhưng có cái gì đó cho thấy mọi sự đã trở thành lạc hậu. Tôi vẫn không dễ dàng đề nghị chữa cách hành văn mà thôi, rằng Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm có tăng già, và dưới tăng già là cư sĩ, ông giám đốc nha pháp chính chấp nhận. Và mấy hôm sau họ mời tôi xuống tòa đại biểu nhận hiến chương đã duyệt y. Tôi phân vân, hòa thượng mật nguyện hay đi với tôi cho tôi bớt lạnh, khuyên tôi nên nhận, ít nhất cũng có cái để mở đại hội 1956, dời Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào Sài Gòn, chùa Xá Lợi. 9.3. Năm ngoái 2495, 1951, khi vào họp đại hội, Hòa thượng Tâm Châu có đưa cho tôi hai tài liệu bằng hình ảnh. Tài liệu là một thư tuyệt mệnh của một gia đình, nếu tôi nhớ không lầm là 7 người, đau lòng vì tín ngưỡng của mình bị kỳ thị và gia đình mình bị bức tử. Tài liệu 2 là 3 ngôi chùa mái cổ có mặt Nhật bị đập, và thay vào là hình chữ thập. Các vị ni sư bị mặc áo mão bà sơ. Tình trạng như hai tài liệu này mô tả đã lắng xuống sau khi các tự viện thượng cờ Phật giáo lên. Năm nay 1956-1952, hai tập đoàn Phật giáo Bắc được ủy nhiệm tổ chức giáo hội tăng già toàn quốc. Tôi ra Hà Nội trước một tuần, Hà Nội rộn ràng, cứ rộn ràng, giáo hội tổ chức, cứ tổ chức. Tăng già toàn quốc được thành lập với một vị thượng thủ là Ngài Tuệ Tạng và một vị tổng thư ký là Ngài Tố Liên. Đại hội có mục đến dự buổi tiếp tân của Hiệp hội Văn hóa Thăng Long. Sau lời chào mừng của ông hội trưởng, tôi được bảo thay lời đáp lễ. Tôi thưa, ba miền tăng sĩ Phật giáo hội họp nơi ngàn năm văn hiến này là muốn nói lên mục đích phục vụ văn hóa dân tộc. Đó cũng là mục đích chúng tôi đến đây hôm nay. Dân tộc ta từ bao giờ cho đến bây giờ chống ngoại xâm là chống xâm lược văn hóa và lãnh thổ. Con dân tổ quốc khắp trên đất nước bảo tồn lãnh thổ, chúng ta phải góp sức bảo tồn văn hóa. Nơi vũ khí chống xâm lược lãnh thổ có sự chống xâm lược văn hóa. Nơi chúng tôi và quý vị có sự bảo tồn tín ngưỡng dân tộc, tức cũng có sự bảo tồn văn hóa dân tộc. Cả dân tộc ta đang chung lòng chung sức như thế. Thay lời liệt vị tôn túc, tôi kính mến cảm ơn thịnh tình của quý vị. Cỡ một tuần sau đại hội tăng già toàn quốc, phái đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam, trong đó có tôi, qua Nhật dự đại hội Liên hiệp Hữu nghị Phật giáo Thế giới. Chương trình đại hội này có mục đến thăm nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ và để lại những gì của nó. Tôi bệnh không đi, nhưng nghe nói thật kinh hoàng. Đưa đại hội đến thăm ở đây, rõ ràng người Nhật tố cáo nguyền rủa. 10.1. Bây giờ là thời điểm 2497-2499, 1953-1955. Đây là thời điểm mà tổ quốc phân chia Bắc Nam. Tôi nghĩ tôi nên đứng ở cương vị thuần túy Phật giáo, không nên có ý kiến về việc đời quan trọng, chỉ đánh dấu tâm tư bằng dấu ẩn mà thôi. 11.1. Bây giờ là thời điểm 2500-1956, gồm trước và sau đó nữa. Thời điểm này đau đớn nhất cho đời tôi, cho suốt đời tôi. Thời điểm mà người mẹ khốn khổ của tôi bị đấu tố. Tôi không đủ can đảm nhớ lại cho hết, ghi lại cho đủ, chỉ đánh vài dấu than mà thôi. 12.1. Suốt 7 năm, 2500 đến 2506,
1956-1962, tôi hoàn toàn nghỉ việc, mất ngủ đến nỗi mí mắt không nhắm lại được. Nói chuyện cũ, trước cả năm 2495-1951, tôi đề nghị đổi và đã đổi được, trước là Phật học thành Phật giáo, sau là Sơn môn thành Giáo hội. Chữ sau khó mà dễ, chỉ phải tra cứu rất kỹ và tham khảo các vị chuyên môn nổi tiếng về luật, sử và triết. Chữ đầu dễ mà lại khó, không khó vì một gã trí thức nghĩ rằng chỉ gã mới biết nghĩa hai chữ Phật học, Phật giáo. Thật ra, gã không biết chữ Phật học của hội là lấy từ đại nguyện dương của Ngài Phổ Hiền: bác giả thường tùy Phật học, có nghĩa thường tu học theo Phật. Ấy thế nhưng, một tài liệu công an mà tôi được mật cho, công an buộc một huynh trưởng khai rằng tôi đổi Phật học ra Phật giáo là chuẩn bị tranh cử tổng thống. Tôi vào Nha Trang với cảm khái lắng động, viết hai cuốn Tuệ Năng và La Thập. Qua 2504-1960 về Huế, không mấy lúc không nghe từ văn phòng tổng trị sự Phật tử bị hại, tàn bạo nhất là 27 chứ không phải 16 Phật tử bị thảm sát trong một đêm tại Đồng Xuân, Tuy Hòa. Ngang nhiên nhất là đang đêm đông, bắt huynh trưởng Trinh đem ra đồng đánh chết rồi công nhiên phát thanh tại Kim Long: những kẻ giết tên Trinh nên lánh mặt đi. Liên tục và đồng loạt nhất là rào ấp chiến lược: chùa nào trong rào thì hết ra vào hành đạo, chùa nào bên ngoài thì bị tự do tác xạ. Nhưng cái này mới độc đáo, phong trào họp luôn, đều đều bình nghị: ai nghèo thì đi khu trù mật, khu dinh điền. Nghèo, đây là các cấp điều hành Phật giáo địa phương, càng giàu là càng nghèo, phải đi, đi đến đó bị kỳ thị, chết bỏ. 12.2. Thế nhưng cờ Phật giáo thì dính gì ở đây mà thành vấn đề? Đúng, cờ Phật giáo không dính gì ai cả, tại ai tự tạo ra vấn đề cờ Phật giáo mà thành chuyện. Dùng Huế và Quảng Trị, ai cũng biết Tổng giám mục Thục ưng làm Hồng Y giáo chủ. Tòa Thánh điều tra thấy Phật đản thì quốc lộ Huế Quảng Trị đầy cờ Phật giáo, lớp tư gia hai bên đường treo trước cửa, lớp cắm trên xe mà chạy. Kiệu la vang thì trái lại, Tòa Thánh bảo thế không thích đáng. Đức Thánh Cha nói thế chứ Ngài đâu có bảo, mà Đức Tổng Giám Mục bắt tất cả các hộ, đặc biệt các hộ công chức, phải kê danh sách theo tờ khai gia đình mà làm con chiên, và đợi đến Phật đản thì bắt triệt bỏ cờ Phật giáo là xong. Tỉnh trưởng mà cũng là thị trưởng Huế vận động chính ông hội trưởng Tổng hội Phật giáo miền Trung mà đương nhiệm là tôi hưởng ứng lệnh ấy, ông từ chối. Ông Cố Vấn đứng ra điều giải. Sáng 14 tháng 4 âm lịch, ông mời đại diện giáo hội và hội đến tư dinh thưa: xin quý ngài yên tâm, tôi đã yêu cầu hai ông bộ trưởng đây về Sài Gòn gấp, điều chỉnh tức khắc, đừng để lệnh bị lạc quá lắm rồi. Nhưng Cố nói mặt Cố, khoảng 2 giờ chiều, chỉ 4 tiếng đồng hồ sau cuộc điều giải, tất cả tự viện và lễ đài Phật đản, nhất là chính thành phố Huế, đều cho người chạy đến từ đàm báo động rằng quyền môn bị giật sập, đèn bị đạp, cờ Phật giáo bị triệt. Tôi đóng cửa tĩnh tâm xét kỹ, thấy hết rồi, mọi điều giải và hứa hẹn. Hòa thượng Thiện Minh đi đón hai đại lão hòa thượng Thuyền Tôn và Tường Dân, tôi và các thầy đi bộ xuống tòa tỉnh trưởng vào lúc hơn 4 giờ chiều. Ông phó tỉnh trưởng ra đón chào chúng tôi và mời tôi lên họp trên lầu. Tôi từ chối thưa rằng chúng tôi đến đây là để được biết tại sao khi sáng hứa gì với chúng tôi mà ngay từ đó cho đến bây giờ đi phá lễ đài Phật đản. Ông vẫn không trả lời, vẫn một lần nữa mời tôi lên họp. Tôi nhìn thấy trời sắp tối, quần chúng Phật tử tràn ngập ngút mắt. Tôi đành đến bạch với hai ông và các ngài, các thầy, rồi bước lên theo ông phó tỉnh trưởng hướng dẫn. Được mời ngồi, tôi xin đứng nói: quý vị thấy quần chúng Phật tử đó,
tôi không có thì giờ để ngồi nữa. Xin quý vị nếu được cho chúng tôi biết quyết định của quý vị. Ông tỉnh trưởng nói và đưa tay chỉ. Đây là ông phó tỉnh trưởng Nội An. Đây là ông cảnh sát trưởng. Đây là ông ty trưởng thông tin. Chúng tôi huy động mọi trách nhiệm sở quan, dùng xe thông tin và chiêu hồi đi yêu cầu điều chỉnh lễ đài Phật đản riêng trong thành phố, còn thông báo các đường có dân cư nữa. Toan hỏi đài phát thanh nhưng không tin tưởng gì. Lại hơn 7 giờ tối rồi nên tôi nói, vậy xin quý vị xuống trực tiếp thông báo về quyết định của quý vị. 12.3 Tôi về đến Từ Đàm thì đã 7 giờ 30 tối 14 tháng 4. Lòng khá bình thản, không vì tin tưởng quyết định của chính quyền mà vì ước mong có một thiện chí xuất phát từ lương tri của con người, mà vì trong lòng đầy ắp phong cách của Thánh Cam Địa. Thêm nữa, tôi chán ngán tổng giám mục Thục bao nhiêu thì có bấy nhiêu sự cảm mến giáo hoàng lúc đó. Tôi càng tự kiểm rất kỹ, coi có tham vọng gì phi tôn giáo hay không, có tham vọng gì phi cương vị của tôi hay không, có cẩn trọng hết mức trong phản ứng và công việc hay không. Trước hết và trên hết, Phật của tôi thường xuyên trú đóng trên đỉnh đầu tôi, và mẹ tôi ôm tôi nhìn tôi. Con đi mà trả nghĩa cho Phật, dù cái đi đó nay có thể là đi khỏi cuộc đời này. Tôi ứa nước mắt mà nghĩ như vậy. Đi theo tôi vẫn là hòa thượng mật nguyện, chắc chắn biết sự lặng lẽ của tôi. Về đến Từ Đàm thì các thầy thiện Siêu và thầy thiện Minh vẫn ngồi bên mâm cơm, và thật hấp dẫn, một cốc nước chanh muối Nam Kỳ có đường và đá đang mời gọi. Tôi uống và ăn vừa bàn việc. Thầy Chánh Trực và anh Nguyễn Khắc Từ đứng sát bàn ăn. Tôi hỏi, giờ này kiếm vải trắng và sơn đỏ có không? Có cả rồi. Có, mà đúng vải trắng sơn đỏ cả không? Rất đúng ý thầy. Tôi vui lắm, nói với thầy Thiện Siêu, xin hạ bụi lồ ô. Thầy bảo, cưa mà hạ, róc mắt cho kỹ, cắt cho như nhau để còn dùng nữa. Thầy Thiện Minh đưa ra một trang giấy có chữ, tôi nói cần 5 biểu ngữ thôi, cần cho 5 hàng vàng ngang và mỗi hàng có 6 cái tính theo chiều dọc, tất cả cho chính diện sân chùa. Những chỗ còn lại và 3 mặt đường thì tự do. 5 biểu ngữ quy định như dưới đây. 1. Phật giáo Việt Nam bất diệt. 2. Phản đối triệt cờ Phật giáo. 3. Tại sao xúc phạm Phật đản. 4. Phản đối chính sách chính phủ. 5. Cầu nguyện hòa bình, hòa bình. Viết cho đẹp, phơi cho ráo, biểu ngữ với cờ vừa phải với nhau, mọi việc cần và rất cần. Ôn Thiện Siêu nói, ở đó mà trừ mới lo. Tôi xin nằm nghỉ. Nghỉ về diễn từ Phật đản 2507 sáng mai. Lại nghĩ, không cần tố giác những chuẩn bị của chính quyền. Một đội 5 chiến xa, một đội quân phục màu đen nằm sát bờ sông, từ sân đài phát thanh ngược lên đến sở công chính. Tất cả sẽ sử dụng vào tối mai. Rằm tháng 4 Phật đản 2507-1963. Địa điểm sử dụng, sân đài phát thanh. Đó là những thông tin có chứng cứ mà tôi được biết liên tiếp trong mấy ngày nay. Trở lại câu chuyện, tất cả 5 biểu ngữ nói trên được bí mật quyết định đi trước trong đoàn rước Phật từ Diệu Đế lên Từ Đàm. Bộ phận đi trước này là gia đình Phật tử mà chỉ có huynh trưởng thanh niên và một số thiếu niên. Đoàn biểu ngữ được lựa chọn và bí mật giao cho huynh trưởng gái điều khiển. Huynh trưởng gái lên đến đầu cầu Trường Tiền thì một thầy coi trật tự mà tôi không báo trước chặn lại, thu hết biểu ngữ. Anh gái điềm đạm để thầy ấy thu, nhưng khi lên đến cuối cầu, anh ra lệnh ngồi xuống. Thầy trật tự sau khi thu biểu ngữ bỏ vào xe riêng qua cầu Trường Tiền ngồi nghỉ. Chắc chắn đây không phải là tự tung tự tác. Thầy đem lên cầu trả lại cẩn thận
đoàn rước tiếp tục lên đến Từ Đàm. Thế rồi Phật đản 2507 cử hành tại sân Từ Đàm. Diễn từ và đại lễ vừa xong thì rừng người, giới cờ và biểu ngữ trương cao lên, rồi cả thế giới biết Phật đản đau thương ở Việt Nam. Rồi nửa tuần sau, tôi viết và ký một điệp văn gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo Nam Việt Nam vi phạm nhân quyền qua sự đàn áp Phật giáo 2507. 12.4. Xin mở đóng dòng đơn lớn ở đây để nói vài vấn đề đáng quan tâm. Đó là: 1. Phật giáo Việt Nam có liên quan đến việc Bình Tây sát tả của vua Tôi Nhà Nguyễn hay không? 2. Phật giáo Việt Nam có ganh tị với tư thế của Thiên Chúa Giáo hay không? Hãy nói đến vấn đề thứ nhất. Năm 1963, đại diện Phật giáo Việt Nam tiếp xúc với Thủ tướng Ấn bấy giờ. Thủ tướng bảo, nghe nói Phật giáo Việt Nam ngày xưa đã bách hại Thiên Chúa Giáo, nay ông Diệm trả đũa, sơ sài thôi thì phản đối làm gì. Thủ tướng Ấn nói như vậy thật là bất minh. Bình Tây sát tả có thật, nhưng chủ đạo là Nho Sĩ, là vua Tôi Nhà Nguyễn bấy giờ. Nho Sĩ có cái triết thuyết vua là thiên tử, nay Thiên Chúa Giáo bảo phải thờ Chúa, không được thờ vua cha ông bà, thì tất nhiên họ triệt hạ. Nhà văn Hồ Biểu Chánh trong một tác phẩm của ông mà tôi quên tên đã mô tả khá rõ thái độ ấy của vua Tôi Nho Sĩ nhà Nguyễn. Phật giáo Việt Nam không liên quan gì cả về vấn đề này. Nay đến vấn đề thứ hai, xin kể một chuyện. Một buổi sáng sớm, tôi và hai huynh đệ nữa xuống chuyến đò ngang để qua sông. Chưa đủ khách nên đò chưa tách bến. Đồng bào đi chợ mặc sức kể chuyện hồi hôm, họ không e dè gì chúng tôi, nhưng đột nhiên im bặt. Theo ánh mắt của họ, tôi nhìn lên thì thấy một linh mục đang vác xe đạp xuống đò. Tôi nghĩ ông cha Phật giáo chúng tôi sống chất phác với dân chúng như thế nào mới có tình trạng này, vậy chúng tôi ngu dại gì mà đánh mất niềm tin ấy. Tôi kết thúc câu chuyện như vậy khi có dịp hội thoại với một vị tổng giám mục đầy hiểu biết, thông cảm. 12.5. Phật đản hàng năm, Phật giáo Huế vốn có một buổi phát thanh, phát lại âm thanh đại lễ khi sáng, như tiểu đoạn 12.3 đã ghi. Phật đản năm nay có diễn từ mở đầu, không soạn trước của tôi. Tôi nói, trái với quyết định của chính quyền, suốt đêm nay lễ đài Phật đản tại các tự viện và các khuôn hội vẫn bị xúc phạm càng trầm trọng cho đến gần sáng. Do đó Tổng trị sự Phật giáo miền Trung quyết định mở cuộc vận động của Phật giáo, công khai bày tỏ nguyện vọng không được triệt cờ Phật giáo. Chính quyền không cho mà không thông báo buổi phát thanh truyền đạt đại lễ này. Hòa thượng Mật Nguyện, trưởng ban phát thanh, đến đài phát thanh lúc gần tối và bảo tôi cùng đi. Ông giám đốc cho biết có lệnh không cho Phật giáo có buổi phát thanh này. Ông vừa nói vừa nhún vai. Bên ngoài, xung quanh đài, nhất là trước sân, quần chúng tụ tập rất đông. Tôi đề nghị với ông giám đốc điện thoại mời ông tỉnh trưởng hay đại diện thẩm quyền của ông đến giải quyết tại chỗ. Ông giám đốc đồng ý và ông tỉnh trưởng đến. Ông giám đốc, hòa thượng Mật Nguyện và tôi từ trong phòng làm việc cùng ra đón ông. Chúng tôi mới bước vào cửa thì ở ngoài có nhiều tiếng la lớn: đừng xịt nước! Nhưng nước càng xịt và xe tăng tiến vào, súng đạn vang dội. Tôi hiểu ra đây là màn khủng bố trắng của chế độ. Mùi khói thuốc súng chưa hết thì từ mọi phía của đài phát thanh, quần chúng ào ạt xông đến. Nhóm người hống hách chỉ huy cuộc khủng bố trắng đã mau chóng tản mất. Chiến xa tản ra, trấn ngự hơi xa các phía của đài phát thanh, nhưng quần chúng đi tới không lui. Nhờ các thầy bảo họ lui cho, không mà nghe rõ ai nói. Tôi đứng giữa đầu cầu Trường Tiền, xin họ tạm về đợi tôi. Họ ngừng lại nhìn tôi khóc lớn và đi lui mau chóng. Tôi trở vào, bước lên sân trên của đài phát thanh, đã có mặt các ông tỉnh trưởng, giám đốc và hòa thượng Mật Nguyện. Nhìn qua góc bên trái ở đó, thương ôi,
một đống thi thể của các vị thánh tử đạo. Tôi cố nuốt mà vẫn nấc lên, không ai không khóc. Sân dưới có hai người có lẽ là Mỹ đang soi đèn pin, lượm được vài viên đạn nhỏ gói cất có vẻ rất cẩn thận. Trở lại câu chuyện, quần chúng không còn ai nữa. Đêm đã khuya, tôi bấy giờ cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ. Hòa thượng mật nguyện và ông tỉnh trưởng bảo tôi nên về trước. Tôi nhìn thi thể các thánh tử đạo, hai vị nói để họ lo cho. Về chùa, tôi hối hả uống một ly nước chanh muối, đã khát và đỡ mệt. Nghỉ một lát thì gần sáng, ngoài đường đầy tiếng xôn xao nhưng không hỗn loạn. Thì ra quần chúng tràn ngập, đa số là học sinh với xe đạp cắm cờ Phật giáo. Tôi mừng vì phong cách con Phật của họ, tự giác đã cao, kỷ luật càng cao. Mới hơn 6 giờ, ông tỉnh trưởng đã điện thoại cho tôi. Tôi nói nên sắp một chiếc xe trip không trần, có cây chống ngang để nắm mà đứng thì tốt nhất. Ông nên mặc đồ rất thường. Tôi đi bộ xuống, cùng đi với ông. Chúng tôi cùng đi bộ, xe đi không theo sau. Tôi nhắm vườn hoa thương bạc, quần chúng rẽ đường cho mà đi. Họ cũng đổ xô về đó. Tại đó, sau chuyện cần thiết tôi nói, làm việc thì phải có sự điều hành, xin hãy về nhà đợi tôi. Nên về liền đi. Giăng nắng bị bệnh thì làm sao mà làm việc. Họ dạ, nhưng nhìn ông tỉnh trưởng tôi nói, chào bác đi mà về. Khoái chí họ chào lên hễ hả. Tôi quay lại về Từ Đàm nghỉ, thế nào cũng có một đám ở đó. Đến Tư Dinh tỉnh trưởng tôi hỏi ông đi được nữa không. Ông nói phải đến nhà quàng của bệnh viện. Tôi nói thế thì cần hơn việc đi tiếp, mặc dù tôi đã nhờ hai vị đi qua ôn mật nguyện, nhờ ôn và hai vị đi theo đi lo việc thi hài các thánh tử đạo. Còn tôi đi một mình, đến gần cầu ga, thấy một chiếc trực thăng quần trên sân ga chỉa xuống một vật mà lúc đó tôi nghĩ là súng, sau này mới biết là máy quay phim. Do đó tôi biết quần chúng tụ tập đông đảo ở đây không phải Từ Đàm. Tôi vào với họ y như đến thương bạc, những gì đã nói ở đó tôi cũng nói ở đây và phản ứng cũng y như vậy. Sáng hôm sau, một tốp thanh niên tuổi tác và ăn mặc khá đều nhau đi ra cửa thượng tứ, đánh đá Phật tử cũng đi ra trước đó một chút. Lập tức trong và ngoài cửa thành này, quần chúng ào ra, người trong các dạng đò sông Hương cũng tuôn lên. Tốp thanh niên chạy thục mạng, chúng bị đuổi, chưa bị đánh. Từ đây, những màn dụng vặt này không thấy tái diễn.